rất vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí hàng đầu Cbiz. Còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay. Năm 2021 đánh dấu sự bùng nổ của nền điện ảnh Hoa ngữ với sự ra mắt của loạt tác phẩm ăn khách, quy tụ dàn sao nổi tiếng. Mỗi một tác phẩm đều có điểm thu hút riêng khiến các tín đồ mê phim không thể bỏ lỡ. Và đối với những mọt phim yêu thích phim Hoa ngữ thì đây sẽ là tin vui khi liên tiếp những dự án phim truyền hình đang rục rịch lên sóng trong tháng 11 này. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những bộ phim sắp sửa lên sóng cuối năm 2021 nhé! Thứ nhất, Kính Song Thành. Có thể thấy trong thời gian gần đây, mọi sự chú ý của khán giả tập trung vào bộ phim cổ trang Kính Song Thành của Lý Dịch Phong. Theo truyền thông xứ Trung đưa tin, bộ phim thuộc thể loại cổ trang này đã đóng máy và sẵn sàng phát sóng vào cuối năm nay. Tác phẩm có sự góp mặt của loạt diễn viên quen thuộc như Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ, Trịnh Nghiệp Thành. Bộ phim Kính Song Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thương Nguyệt, trong đó Lý Dịch Phong sẽ nhập vai Tô Ma, Trịnh Ngọc Kỳ đảm nhiệm vai Bạch Anh. Thứ hai, Ai là hung thủ? Tháng 11 này, điện ảnh Hoa ngữ sẽ ra mắt một siêu phẩm về thể loại tâm lý phá án, đó chính là bộ phim Ai là hung thủ do Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đồng Tử Kiện diễn chính. Ai là hung thủ là bộ phim thuộc series Zapat Sương Mù xoay quanh một vụ án mạng đã được khép lại vì thiếu chứng cứ. Thế nhưng 16 năm sau, những vụ án tương tự lại liên tục diễn ra và các cảnh sát điều tra như là Lãnh Tiểu Bình và Hạ Mộc đã bắt tay với bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ để làm rõ vụ việc. Thứ ba, Vừa gặp đã thương. Mối tình thời dân quốc đẹp như tranh vẽ trong Vừa gặp đã thương do Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi đóng chính sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 11 sắp tới. Khán giả đang rất háo hức mong chờ sự trở lại đầy mới lạ của cha nam Lý Thừa Ngân trong tạo hình dân quốc lần này. Vừa gặp đã thương là bộ phim mang đề tài dân quốc lấy bối cảnh loạn lạc của những năm 1926 tại Thượng Hải để xây dựng câu chuyện về tình yêu, tình bạn, sự nghiệp của những người trẻ tuổi. Thứ tư, Hạnh phúc đến vạn gia. Trong khi Ai là hung thủ, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Thẩm Vũ, một nữ bác sĩ tâm lý bí ẩn, thì trong Hạnh phúc đến vạn gia, cô vào vai một cô gái nông thôn Hà Hạnh Phúc cùng những trải nghiệm về cuộc sống và tình yêu. Trước đó thì trang QQ cũng đã đưa tin rằng bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính cũng rất có khả năng sẽ lên sóng trong tháng 11 sắp tới. Thứ năm, Tuyết Trung Hãn đao hành. Bộ phim Võ Hiệp Tuyết Trung Hãn đao hành hứa hẹn sẽ là siêu phẩm cổ trang vào cuối năm nay, tác phẩm do Trương Nhược Quân, Hồ Quân, Lý Canh Hy diễn chính. Thế tử của Bắc Lương Vương là Từ Phượng Niên, vốn là một người rất tài hoa lại còn mang chí lớn. Từ Phượng Niên học võ và hành tẩu giang hồ với mục đích trả thù cho mẹ. Dù con đường ấy có khó khăn đến mức nào thì anh vẫn khiến người đời nể phục vì tiến vào được cảnh giới thiên nhân đại trường sinh. Trong quá trình hành tẩu giang hồ, ngoài việc báo thù cho mẹ thì Từ Phượng Niên lúc nào cũng tu luyện võ thuật, còn thu phục được rất nhiều nhân sĩ giang hồ, cuối cùng trở thành vua của Bắc Lương. Ngoài yếu tố giang hồ thì Tuyết Trung Hãn đao hành cũng đẩy mạnh những tình tiết liên quan đến chiến tranh và chính trị, chắc chắn sẽ không khiến các bạn khi xem phim cảm thấy nhàm chán. 6. Hộc Châu Phu Nhân. Theo nguồn tin từ các blogger uy tín, cách đây không lâu thì bộ phim Hộc Châu Phu Nhân đã được thông qua xét duyệt và được cấp giấy phép phát sóng. Theo những hình ảnh mà netizen xứ Trung truyền tay nhau trên mạng xã hội, bộ phim do Dương Mịch và Trần Vĩ Đình đóng chính được giữ nguyên như ban đầu là 55 tập. Theo đó thì Hộc Châu Phu Nhân có thể sẽ phát sóng vào khoảng đầu tháng 11 năm nay. Thứ 7, Băng Vũ Hỏa. Bộ phim đề tài hình sự Băng Vũ Hỏa do Trần Hiểu, Vương Nhất Bác diễn chính cũng được khán giả chờ mong không kém. Màn bắt tay của hai nam thần tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ được dự đoán sẽ gây bão trên màn ảnh nhỏ trong dịp tháng 11 này và sẽ là đối thủ nặng ký với những dự án khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Top Sao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần comment ở phần bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại!